Alo, anh em nhớ nhá, một ngày em Tú phải 12 kim cương, một ngày trung bình em Tú cần 12 kim cương. Vì thế thằng nào có tiền thì nạp tiền vào đó, nên vào ít thì năm quả chứa, nhiều thì một tên lửa. Chúng mày hiểu chưa? Chúng mày hiểu anh nói chưa? Anh không thích nói ít, anh nói để chúng mày nghe. Anh phải chạy cam đi kim cương đi mua, vì thế anh rất cần chúng mày hỗ trợ anh. Cứ 5 giờ sáng, cả khu phố đều được đánh thức. Anh sẽ giúp chúng mày về sau. Cái tiếng nó to lắm, với lại cái giọng nói nó cũng không có được êm dịu. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả.